Sau chiến thần Hà Linh, quán ăn của TikToker Long Chun lại dính phốt bán đắt khi khách phải bỏ ra 45k cho 5 miếng thịt gà, 110k một bát xôi quá lậu dề. Được biết mới đây, một thực khách đã chia sẻ về trải nghiệm không tốt của mình lên mạng xã hội sau khi đến quán của Long Chun. Phản ứng sau đó của nam TikToker cũng rất đáng ghi nhận. Cụ thể, vị khách chia sẻ thấy nhiều người đến review tại quán của Long Chun nên cô cũng đến ăn thử. Trước khi order, vì không thích ăn thịt gà lườn nên cô có hỏi trước xôi thập cẩm có những gì thì được giới thiệu là thịt gà đùi, trứng ốp, lạp xưởng, pate, thịt kho. Tuy nhiên, khi đồ ăn được mang lên, đĩa của cô gái toàn là thịt lườn, chỉ có 2 miếng thịt đùi. Thấy vậy, cô thắc mắc với nhân viên thì đối phương đáp, vâng, có thịt đùi mà chị, nhưng chỉ là thịt đùi ít hơn thịt lườn thôi. Lúc này, vị khách đứng hình, rồi cô kể sao lúc đầu em không nói là gà lẫn để chị còn biết đường gọi một bát gà đùi. Bây giờ em đổi cho chị thành đùi đi rồi, chị trả tiền thêm. Thế nhưng sau đó, vị khách lại trải qua một lần thất vọng nữa với đồ ăn được mang ra. Tổng cộng, vị khách đã phải trả 110.000 đồng cho một đĩa xôi và 45k cho 5 miếng thịt gà. Cô chốt lại, đúng thật là mình chỉ dám đến một lần và không bao giờ quay lại. Khoảng 2 tiếng sau khi bài chia sẻ được đăng lên, vị khách cập nhật thêm rằng Long Chun đã nhanh chóng gọi cho cô để xin lỗi về trải nghiệm không tốt này vì bạn nhân viên là người mới nên còn nhiều thiếu sót.